thì cực quá à. Không ăn đi. Mày ra đồng tiền gì đó anh ơi. Hả? Mày ra đồng tiền gì đó. Có mà cũng như mình thấy không có ổn định. Đúng rồi. Chứ không có đất xác thì làm sao vậy? Giờ đi mình muốn công ty cũng thất nghiệp, nó chết. Ai chị? Ha, chưa về lãng đi. Có nếu mà đúng không? Dạ. 7 người làm tháng tại vì là dạ. cũng 50 triệu chứ. Công ty á. Chua chua mình ăn với đồ chiên nó ít ngán em ơi. Dạ. Giống như ăn dưa chua vậy đó. Mình không có dưa chua thì mình thay thế bằng xài sống với khóm. Chiên nó vậy, múc chiên chín này nè cả nhà. Đó, chấm với chén mắm mớt. Rồi con xin mời cha với cậu dùng cơm. Xin mời cả nhà luôn nha. Trước khi cha con anh em ăn cơm ngoài đồng, giấy đất đai phước mặt phước mài về ăn uống. Mời cả nhà ăn cơm sáng với cha con anh em. Này gọi là điểm tâm sáng luôn á cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Bữa nay mình chiên tươi nên mình chấm ngập nước mắm là nó ngon dữ lắm á. Rồi mời cả nhà luôn nha. Tôi nhà má thấy cay dữ lắm. Dạ xin mời cả nhà. Dạ mời cả nhà nha. Nè mà gặp luôn mới mỗi cái mỗi con. Được rồi. Mà mới cắt lúa rồi con. Chuột với cậu thấy vậy chứ cũng nhiều lắm, 20 con dâm bự rồi cả ký rồi. Mình xem á
mình xem mình thấy bình thường, mà nhưng á mình làm á là mới thấy quan trọng. Bắt lên thì thấy dính nhiều thì ham này, thấy là thơm thích này. Có ngọt quá. Dạ. Có mùa nắng. Này gặp mới cá cứu ra đây đặt mới đã. Đổ đi anh. Mà món gì cũng vậy, cái mắm ớt mà ngon, tự nhiên gì nó ngon, khỏi mặn. Ăn rau nhà quê ngon. Nó người đi làm ăn từ ở nhà chứ.